Chiếc Zester đầu tiên xuất hiện trong toàn bộ series là Kabuto Zester, được tạo hình là loài bọ tê giác tại Nhật Bản. Tông màu chủ đạo là màu đỏ với những đôi chân và những viền thép xung quanh. Phần thân của nó có một vòng tròn màu đen, chuyển hóa thành hình dạng cut-up sẽ mở toang phần này ra. Chiếc sừng của Kabuto Zester mặt trên màu đỏ và mặt dưới là màu vàng kim, tích hợp cho hình dạng cut-up của Rider Form. Đôi cánh của Kabuto Zester khả năng mở được tạo ra nguồn năng lượng giúp Kabuto Zester khả năng bay, có cả điểm tô bằng đôi mắt của loài bọ cánh cứng. Cặp sừng của Kabuto Zester mang tên Zester Horn, khả năng đâm xuyên một tấm sắt dày. Người được Kabuto Zester chọn trở thành Kamen Rider, nó đã chọn Tendo Soji, kẻ bước đi trên thiên đạo, người được mặt trời chiếu rọi, thay vì Kagami. Mặc dù Kagami cũng là người sở hữu chiếc driver giống với Tendo. Trong hai Hyper DVD, Kabuto Zester tiết lộ lý do nó chọn Tendo là người bước đi trên thiên đạo. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với việc Gartek được chọn trong Color Zio, Kagami trở lại với thế giới Kabuto. Để tổng hợp cả hai điều trên thì có lẽ Kabuto Zester thật sự chọn một người sẵn sàng trở thành một chiến binh và không từ bỏ cuộc chiến cho dù nó có khó khăn tới thế nào chăng nữa. Đó mới thật sự là lý do mà Kabuto Zester chọn một người. Để chuyển hóa thành Kamen Rider, Kabuto Zester sẽ đi cặp với một chiếc driver. Người sở hữu chỉ cần sử dụng Kabuto Zester đặt ngang lên phần mặt của chiếc driver sẽ giúp anh ta chuyển hóa hình dạng Market Form. Cách tương tác giữa Kabuto và chiếc hắc lưng nhìn giống như khung cảnh loài bọ cánh cứng đang hút nhựa cây. Rider Form Kabuto Zester lật phần sừng của mình ra sau lưng, phần thân của nó tách đôi ra. Đây là cơ chế khá hay cũng như tận dụng được điểm đặc trưng nhất của Kabuto, loài bọ tê giác, đó là phần sừng của nó. Ba phần chân phía bên trái của Kabuto Zester cũng được tận dụng để thực hiện đòn Rider Kick. Và làm ngược lại động tác Cast Up sẽ giúp cho Rider trở thành hình dạng Put On.